Bảnh cái gì mà bảnh? Chuyện này là sao hả Mận? Chuyện này là sao? Hả? Trời ơi, tôi không ngờ. Tôi không ngờ tôi làm tính cô. Cô là cái đồ xấu trá. Anh nói cái gì vậy? Lần trước cô nói tôi là đồ xấu trá hả? Tôi xấu trá làm sao? Tôi làm như vậy là vì ai? Tôi tin cô là người hiền ngoan. Vậy mà tôi phải chịu nhận trái đắng này nè. Anh đang nói cái gì vậy? Cái gì mà làm tin, cái gì mà tùm lum hết vậy, em không có hiểu. Cô đừng có giả bộ nghe thơ nữa. Tôi không muốn nghe cô nữa. Cô giỏi che giấu lắm. Bây giờ cô còn đóng kịch nữa. Cô đóng kịch còn tài hơn tôi nữa. Tôi chỉ đóng kịch cho ba cô thấy thôi. Còn cô hả? Cô đóng kịch cho toàn bộ mọi người thấy hết. Có cái gì thì anh nói ra đi. Anh cứ vòng vo tao muốt vậy em không có hiểu gì hết á. Không hiểu hả? Cô không hiểu hay là cô cố tình không hiểu? Lúc nào cô cũng tỏ ra nghe thơ hết. Vậy mà cô nói cô yêu thương tôi, đòi hôn tôi. Vậy mà cô có người đàn ông khác rồi. Cái thai cô làm sao? Cô nói tôi nghe coi. Cái thai cô làm sao? Đúng là bỉ ổi, vô liêm sỉ. Anh Bảnh, anh nghe em nói được không? Cái chuyện đó không có giống như anh nghĩ đâu. Vậy cô thừa nhận có bầu rồi chứ gì? Tôi không muốn nghe cô gì nữa đó. Không giải thích gì nữa đó. Ủa, cái gì vậy? Anh Bảnh nè. Cái gì vậy Bảnh? Ủa, trời, sao mà cái gì mà tự nhiên nó chửi quá trời vậy? Trời ơi, thương nhau mà không hiểu gì nhau hết trơn à. Thôi thôi đừng có khóc nữa bé cưng. Thôi nín. Chắc là Bảnh nó thương em quá cho nên nó mới sốc như vậy. Tại nó không biết chuyện mọi người bàn cho nên nó mới hiểu lầm như vậy thôi. Nín đi chị thương nè, đừng có khóc nữa nha. Thôi không sao đâu, để mọi người nghĩ cách rồi giúp cho em nha. Không sao hết, nghe không?